Mình quay lại thăm cái vườn 700 cây. Bây giờ mình của anh Đức ở xã Thống Nhất, Bù Đăng, Bình Phước. Anh em cũng quen biết anh Đức là xài chi cái tất cả loại chi của mình ấy là từ khi một cây nó còn bé đến bây giờ. Mọi người nhìn cái vườn lực không? Hôm nay lên thăm thì mình cũng đi dạo quanh vườn, thì bông ra đều rồi, đủ rồi. Dạo quanh vườn để xem nó có cái vấn đề gì không. Thường thường đi thăm vườn là mình sẽ vào vườn và xem có cái vấn đề gì không để góp ý với chủ vườn, để có một cái góc nhìn. Đôi khi chủ vườn ấy, bận bận quá hay là có những cái không nhìn thấy thì mình đi quen mắt rồi, mình đi mình nhìn xem thử như thế nào. Con cái thì đẹp sáp đấy các bạn, vườn rất là nhiều, cái này màng màng đây. Đó, cứ nghĩ là không ảnh hưởng gì nhưng mà đó là cái ổ trứng của diệp sáp nha. Khi nó lớn lên này, đó, nó lớn lên nó thành con diệp sáp. Như này, con này con diệp sáp. Mọi người phun nhá, đó, bóp ra nước nhảy. Đây, lúc đầu là nhìn thấy nó tưởng màng trắng trắng này, không sao, không phải đâu. Đây, ra con diệp sáp con này, này. Rất là nguy hiểm và nó sau này cái trái của các bạn, cái bông mà bị diệp sáp chắc là trái gông nhá, hư cái bông luôn. Và khi mà mang trái mà có một con diệp sáp thì từ loại 1 thì trở thành loại 2, 2 chập 1 liền. Hôm nay đi thăm vườn thì em cũng đóng góp ý kiến, tại vì năm nay thời tiết nó cũng rất là khắc nghiệt và nó có điểm chung giữa khu vực Đông Nam Bộ và ngay cả khu vực Tây Nguyên, Đắk Lắk giờ. Nhất là đêm nó rất là lạnh mà ngày thì lại nóng, nóng rát lên. Thế đâm ra là thời tiết con người còn cảm thấy mệt mỏi, chứ đừng có cái cây trồng. Cây trồng, cây sầu riêng của mình nó sẽ gặp một cái biên độ nhiệt nó cao như vậy thì nó làm cho ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng phát triển hay là quá trình mà đang ra bông tạo mầm của mọi người. Và nó sẽ có nhiều cái biến đổi, nó nghĩa là tự nhiên cái cây các bạn không làm gì hết thì có một số cây nó lại ra bông trước và ra bông một hai cành. Thì cái này khuyên thật lòng, thì lá nó đang non chưa tạo mầm gì hết mà nó nếu nó ra đều thì không sao, còn nó ra lọc chọc được một hai hai cành thì tốt nhất là mọi người hãy vạch đi nhá. Cái cành nhỏ nó ra trước này, cành to ra bông sau ra. Rồi cái này mấy nữa nó mịt mù bông luôn. J6, đây là cây J6 à. Bên kia là cứ tại vì vườn này là hai hàng Thái một hàng J. Các bạn thấy cành bông nhìn ở ngoài không thấy bông luôn, tại vì cây nó tốt quá, mịt mù quá. Tất cả các vấn đề như các bạn phun tạo mầm đó, mình sẵn sàng góp ý các bạn phun tạo mầm bằng cái gì, miễn sao là vừa tiết kiệm chi phí và nó hiệu quả. Đúng đúng cái tạo mầm chúng ta đã phun là đúng loại rồi, là lân cao hay kali cao là ok rồi. Nhưng mà còn vấn đề nữa nó là cái gì, là vấn đề mọi người phun không có đúng lúc đó. Thì ở đây mình đóng góp ý kiến là cô chú anh chị này là gì sao, là đóng góp ý kiến đó là khi mọi người phun tạo mầm là phải đúng lúc, cố gắng là phun lúc cái thời điểm lá nó dài nhá. Lá nó dài thì chúng ta mới phun tạo mầm, không được phun lúc lá đang non. Cái J6 này là anh này, bây giờ là đang ra hết rồi. Nó cũng theo tình trạng chung lần này đó là hai cỗ bông, cỗ là vừa dài dài rồi nhưng mà hai cỗ bông này nó không có xa nhau lắm, đều đều nhau. Thái thì mình không quay, Thái thì nó không nói rồi. Là J6 thì là nhiều, J6 là làm không ra luôn. Đây, cành này nhá, quay cành này, cành dưới này, cành đấy cũng đang ra này. Đó, cành đây đây, không phải bảo là cành có cành không. Đây, trên ngọn này đó. Thực sự là một cành này mình chỉ cần nó còn hai ba chùm thôi, hai chùm ba chùm là ok lắm rồi. Cành này anh cũng vậy, chi cho lắm. Điều quan trọng nhất em muốn góp ý đó là mọi người phải làm sao làm cho cái bộ lá của mình ấy, nếu cái thời tiết như thế này phải làm cho bộ lá là thật khỏe, thật sung. Thì khi mà cái lá nó ra đọt non, mọi người đã phải chăm sóc nó, quản lý sâu dày thật tốt. Cái thứ hai là tiếp tục là chúng ta bổ sung dinh dưỡng. Lúc này chúng ta có thể đưa thêm một lượng amino để cho cái đọt nó ra nó mập hơn, khỏe hơn. Rồi
khi mà lá nó mở ra rồi thì có thể là kết hợp sâu dày, chúng ta phun thêm cái 10-60-10 lên để cái lá nó xanh hơn, dày hơn, to hơn nữa. Và khi mà lá lụa rồi thì chúng ta mới bổ sung chung vi lượng nhé, không có phun. Cái nhiều cô chú anh chị mà lá đọt mới là non rồi là bổ sung cái combi miếc này kia nó có ăn được đâu. Rồi khi mà lá nó già rồi thì mọi người mới phun tạo mầm. Và tuyệt đối không khi tạo mầm khi lá nó còn đang quá non. Đó. Thì làm cho cái quá trình mà thời gian mà tạo mầm sẽ kéo dài hơn và cây nó yếu hơn và cái cây của bạn nó tích lũy nó kém đi. Và cái lá chân sẽ tỷ lệ khi mà chúng ta phun tạo mầm sẽ rụng đi một phần rồi. Chúng ta kết hợp với việc bón thêm phân ở dưới đất gốc, chẳng hạn như là bón lân tung chảy. Khi mà lá nó mở là 1-2 lá, cây như thế này thì bổ sung thêm khoảng 4-5 kg lân tung chảy. Và khi mà lá nó mở hết rồi thì để thêm bổ sung thêm dinh dưỡng là lá mập đen hơn thì mọi người có thể bón DAP nhé. Đây cái dây cột cành cũng của mình này. Đó, cái này là xài từ năm ngoái rồi. Đó, vẫn còn chắc nịch. Đây. Rồi, bông như vậy là đạt lắm rồi nha. Mấy cái bông này thì bùng tực rồi. Thế mọi người cứ chăm là vào chờ cho cái đọt cái lá của mình nó đang non rồi, thấy người ta tạo mầm, nhà người ta già giá trước thì tạo mầm trước thì mình lại nôn nóng làm theo là thất bại liền. Và cái khâu xiết nước là nhớ tuyệt đối không để cho cây nó suy xuống. Không để cho cây của chúng ta nó rụng hết lá rồi chúng ta không quan tâm để nhện đỏ nó đánh cái bạc lá, rồi kết hợp với việc xiết nước khô cằn rụng hết lá, cực kỳ nguy hiểm, rất nguy hiểm luôn. Đấy là những gì em rút ruột, em góp ý thật lòng, mọi người dựa vào đó để có những biện pháp làm, và hỏi thì hỏi từ sớm từ bây giờ khi có mọi người phun tạo mầm dễ nói chuyện. Chứ bây giờ làm theo quy trình của mấy ông mấy bà nào không biết nữa, mất bao nhiêu tiền của rồi. Có những người làm mất 1 triệu đồng rồi. Để họ góp ý quá lâu rồi. Bây giờ trên đó là hỏi bây giờ.